Xin mời các bạn đến với thánh địa Gò Sòi nha các bạn. Trước tiên Đại Lâm xin chúc cho các bạn là luôn sức khỏe, an lành, may mắn trong cuộc sống nha. Kèo này là kèo tay tự do nha các bạn. Đứng trước màn ống kính của Đại Lâm là tem của Dũng Lai, Sỉnh Sỉnh, Thanh Hoài và Tâm Bánh Bía Sóc Trăng Bún Lèo. Còn bên kia là cái bộ ba rất trẻ nha các bạn. Chiều Vĩ, Lâm Văn Bền 1998 và Thái Salem cùng Minh Vui cây ATM chị hai. Minh Vui là một trong những cầu thủ trẻ của Tây Ninh. Ba ơi cứu con. Còn tôi là Bình Liên Viên Tào Lao Trà Bí Đao Trần Hoàng Đại Lâm Ba Lô Tây Ly. Hiện tại bây giờ là 17:30 giờ địa phương Gò Sòi các bạn. Chuẩn bị vô hàng. Ok men. Vả cho mấy cái luôn. Ngồi bình thường. Hả? Ngồi đi bình thường, nấu chúng đi. Nấu chúng đó. Đó, nấu chúng vậy. Nguyên chân thôi. Đá cho đội Chelsea vậy. Bên kia ăn chắc vừa bị bên kia chắc rồi, bên kia dành trắng lấy lợi thế, bên kia lợi thế không? Các bạn đây có thể nói là các cầu thủ trẻ gặp các đàn anh các bạn, đây là trận đấu kinh nghiệm và sức trẻ sẽ như thế nào. Rồi phát phát Bền cũng là những đối thủ bên kia đôi công với Sỉnh Sỉnh và đôi công với Thanh Hoài bạn. Còn bên đây là Quýnh 44 tự do các bạn. Không không. Lại một pha bóng đầu tiên. Thanh Hoài tự sát tại Đông Lát. 1-0. Một pha quá tình cảm hữu nghị của Dũng Lai. 1-0. Tem của Dũng Lai Sỉnh Sỉnh và Thanh Hoài có Tâm Sóc Trăng truyền 2 bao truyền 1 các bạn. Nhà bán keo dính chuột nha. Một pha bóng đầy quy lực ở biên số 4 của Triều Vĩ. 2-1. Mặt quá sáng của Sỉnh Sỉnh. Thật sự một pha bóng. BB. Một pha ký bóng chúng ta trắng của Minh Vui ba ra ngoài. BB. Đại Lâm vừa đếm tiếng Campuchia và tiếng Việt Nam. Các bạn nào nghe được thì nghe, nghe không được thì cũng ráng nghe nha các bạn. 3-2. Trời ơi. Lại là một pha nặng ký của Triều Vĩ bên biên số 4. Bay bay. Ngồi đi chúng cái gì. Đó rồi. Đây nè. Bên cạnh. Lại là Thanh Hoài nhẹ nhàng tình cảm cố tay. Bóng bay ra ngoài. Buôn bay. Buôn bay. Buôn ba. Bạn đang quay lên tàu lao đó kìa. Lại là Triều Vĩ. Tỷ số tại giờ là buôn buôn. Nãy giờ 4 điều các bạn nhau Triều Vĩ công 4 trái luôn các bạn à. Thật sự quá ghê gớm cho Triều Vĩ. Triều Vĩ này của Việt Nam các bạn. Còn Triều Vĩ của Đông Phi Hồng Kông không phải nha các bạn.
Một pha đầy quy lực nặng ký bên biên số 2 của Thanh Hoài. 5-4. Thật sự ấn tượng chuyền hay của bên Dũng Lai. Chuyền hay 3-1. Lại là Triều Vĩ bên biên số 4. Thật sự mình vui quá anh ấy với Triều Vĩ. Mới có 5 đều ba hoài. 5 đều ấy. Một quả tự sát tại năm lá của Lâm Văn Bình. Bây giờ 6 năm nè. Điểm 7-6 rồi Giang Giang kiểm đi. Cái thằng này nó đi ăn vàng điểm quá các bạn ơi, cho chơi luôn đi. 7-6. Một pha biên số 2 của Thái Salem. Đường y quá khó chịu. 7-7. À, xa xa nghe tiếng bộ đội đá bạc ghê quá các bạn ơi. Lại là Lâm Văn Bền tự sát tại nắm lát. 8-7 đổi sân. À, đi trước mà đóng kính của Lâm Hèn Ngại. Bây giờ là Minh Vui. 3-3 ơi cứu con. Lâm Văn Bền 1998 Thái Salem và Triều Vĩ. Đây là cái bố 4 sinh viên rất trẻ tuổi đời các bạn, nhưng đẳng cấp thật sự đang dần dần được khẳng định các bạn ơi. Quá hay cho Lâm Văn Bền pha bước 1 rồi. Nhung à. Minh Vui. Trời ơi. Một pha quá nặng ký của Triều Vĩ. Đội hình này là Triều Vĩ công chính nha các bạn. 8 đều. Lại là Thanh Hoài một pha đường y. 9-8. Đội hình trẻ này còn có ông Bầu Nhân mắt kính rất trẻ tuổi đời các bạn, nhưng đã lên bầu rồi các bạn ơi. Bầu Nhân ngồi bên kia kìa. Lâm Văn Bền phản công. Quá hay một pha bầu tụ bên ngoài. Tiếp tục là Lâm Văn Bền. 9-0. Một pha phản công cho Thái Salem. Lâm Văn Bền. Một pha nổ bơm của Lâm Văn Bền. Qua sông. Mời trên nghiêng về cho các cầu thủ trẻ. Trời ơi. Thiếu rồi. Quá may mắn cho pha bóng gì rồi của Sinh Sinh. Thật sự một pha quá may mắn các bạn ơi. 10-0. Lâm Văn Bền phản công. Một pha đập trúng lên trắng của Dũng Lai bật trở lại. Theo như Lâm nói về pha bóng vừa rồi, Lâm Văn Bền thiếu kinh nghiệm pha bóng vừa rồi. Nếu như chiến trường chiến tranh
rất nhiều kinh nghiệm. Chấp anh đang cầm quẹt tay ra ngoài là ok. 11 bơi. Chấp anh nó quẹt ra ngoài ăn với quánh đường đâu đi. Rồi. Một pha của Thái Slam đánh vào mặt của Sến Sến luôn các bạn ơi. Một pha bóng. Sến Sến lấy đầu trăng luôn qua rồi. 11 đều. Quá kịch tính, quá hấp dẫn các bạn ơi. Rượt đuổi tỷ số ngang nhau. Rất quyết liệt. Còn các bạn thấy sân ngoài không? Chơi bóng chuyền dính cái kiểu gì? Chọi ném tùm lum các bạn nhìn kìa. Đó. Sân ngoài đang múa, đang hát kìa. Đó. 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 Đó, đó kìa. 11 đều. Một pha cố gắng của Lâm Văn Bền. Bóng bay ra ngoài quá xa. 12-11 nghiêng về cho Thanh Hoài. Thanh Hoài vừa tự sát tại Nam Lạc. Đập bi, 12 đều. Đây là ông bầu nhân trẻ, quá mừng cho đồng đội. Đập phay, đập bùa mi, 13-12. Một pha quá hay của Lâm Văn Bền. Ăn điểm trực tiếp. 14-12. Dũng Lai làm gì đây? Dũng Lai quá gọn nhẹ pha bóng vừa rồi. 13-14. Ói cơm. Một cái đấu ở Triều Vĩ là người gánh tem cho đội tem trẻ sinh viên. Xin chúc mừng Triều Vĩ và Minh Vui, Thái Salem và Lâm Văn Bền ở tỷ số 15-13. Thật sự một set đấu quá hấp dẫn, quá ấn tượng cho Triều Vĩ. Chúc cho các bạn sức khỏe, xem bóng vui vẻ những buổi chiều nha. Đại Lâm xin cảm ơn các bạn rất nhiều luôn đồng hành ủng hộ cùng kênh Đại Lâm Mua Đồ Dò.